Chùa Hang hay còn gọi là Phước Điền Tự là cái tên quen thuộc mà người dân đặt cho ngôi chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Sở dĩ chùa mang tên là Chùa Hang vì trước đây sư cô Diệu Thiện, một người làm nghề may ở chợ lớn về đây tu tập. Từ đó, một am tu làm bằng tre lá được sư cô dựng lên cạnh một cái hang sâu. Có một cặp mãng xà to lớn dị thường sống trong hang mà sư cô đặt tên cho chúng là Thanh Xà và Bạch Xà. Từ ngày cất am, cặp mãng xà hung tợn bỗng trở nên hiền lành, ngày ngày ra nghe kinh kể. Ngoài ra còn tiếp xua đuổi thú dữ và coi chừng am cho sư cô. Rồi từ ngày sư cô Diệu Thiện viên tịch, cặp mãng xà trong hang cũng tự dưng biến mất. Người dân trong vùng cũng không biết cặp rắn đã đi về đâu. Ngôi am tre lá xưa theo thời gian cũng được trùng tu và nâng cấp. Giờ đây, nhiều công trình vẫn còn tiếp tục được hoàn thiện. Cái hang xưa vẫn còn đó với truyền thuyết về nó, nhưng chùa đã xây che đi phần sâu của nó để đảm bảo an toàn cho du khách đến chiêm ngưỡng. Đi hết hàng trăm bậc thang, du khách sẽ đến được chùa. Cái cảm giác an yên, thanh tịnh sẽ ùa đến khi đập vào mắt là lối kiến trúc cổ kính và không gian yên tĩnh. Từ đây, du khách cũng có thể nhìn thấy đồng ruộng bao la, xa tít tận biên giới với Campuchia. Nằm cách miếu Bà Chúa Xứ và lăng Thoại Ngọc Hầu không xa, Chùa Hang đã thực sự trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách. Với không gian linh thiêng, yên tĩnh, lối kiến trúc cổ kính cùng truyền thuyết về cặp mãng xà hung tợn biết tu tập, Chùa Hang giúp du khách xua đi mệt mỏi, thả lòng trong không gian thanh tịnh, vẻ đẹp mê hồn của miền biên ải. Không những thế mà còn hướng dẫn du khách biết sống làm lành, làm thiện, tránh xa điều gian ác. Nếu các bạn thích video này hãy nhấn like, và nếu bạn có thắc mắc gì đừng quên để lại bình luận bên dưới. Và cũng đừng quên bấm nút đăng ký, nhấn chuông để xem được video mới nhất của kênh bạn nhé. Chúc các bạn bình an, sức khỏe, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.